Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức lễ xuất hành chuyến xe nghĩa tình mang theo các mặt hàng nông sản, lương thực thực phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ cho người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện các tổ chức đoàn thể trong tỉnh. Tiếp nối ý nghĩa và thành công của hai đợt chuyến xe nghĩa tình trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát động vận động các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp hỗ trợ các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu như gạo, cá, các loại rau củ quả và các sản phẩm chế biến khác với số lượng khoảng 25 tấn, tổng trị giá hàng hóa khoảng gần 400 triệu đồng. Trong đó có 15 tấn hàng hóa được chuyển đến hỗ trợ cho Hội đồng hương tỉnh Sóc Trăng tại thành phố Hồ Chí Minh. 10 tấn còn lại được hỗ trợ cho người dân tại các vùng cách ly và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Được biết, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã vận động các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ được 130 tấn hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu, tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Trong đó có trên 400 triệu được trích từ nguồn quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Việc hỗ trợ lương thực thực phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của người dân Sóc Trăng, góp phần cùng với cả nước chung tay hỗ trợ người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch.